Chuyên gia tài chính phát hiện bí mật thành công của Buffett là một điều ai cũng sở hữu, biết tận dụng càng sớm càng thuận lợi làm giàu. Có hơn 2.000 cuốn sách viết về cách Warren Buffett đầu tư, làm giàu. Không thiếu những lý giải cho thành công của ông, nhưng rất ít người hiểu được bí mật thực sự của ông chủ sơ Hathaway. Bí mật của nhà đầu tư đại tài Warren Buffett là một trong những người giàu nhất hành tinh. Mọi người tiếp thu lời khuyên của ông, không ngừng phân tích những quyết định đầu tư, cố gắng để đạt được một phần nhỏ thành công của Buffett. Theo Morgan Housel, tác giả cuốn sách The Psychology of Money, tạm dịch Tâm lý học về tiền bạc, có một yếu tố dễ nhận ra góp phần vào sự giàu có của nhà đầu tư huyền thoại mà tất cả mọi người đều sở hữu, thời gian. Thực tế là tất cả những thành công tài chính của Warren Buffett đều gắn với nền tảng tài chính mà ông xây dựng khi vẫn ở độ tuổi dậy thì và khi đã về già. Housel viết trong cuốn sách của mình Housel nêu dẫn chứng 81,5 tỷ USD trong số 84,5 tỷ USD tài sản dòng của Buffett đến sau sinh nhật thứ 65 của ông chuyên gia tài chính này cho rằng mọi người sẽ bỏ qua một điểm quan trọng nếu gắn tất cả thành công của Buffett với sự nhạy bén chẳng đời dư. Kỹ năng của Buffett là đầu tư, nhưng bí mật của ông là thời gian. Ông ấy đã là nhà đầu tư phi thường trong suốt thế kỷ qua. Ông chủ Berkshire Hathaway đã đầu tư trong 8 thập kỷ, bắt đầu từ năm 11 tuổi và vẫn đứng đầu cuộc chơi của mình khi bước sang tuổi 91. Ông bắt đầu sớm hơn và cũng sống lâu hơn hầu hết mọi người. Hao rồi giả định nếu Buffett không đầu tư sớm, có tài sản dòng 25.000 USD khi 30 tuổi, tạo ra mức lợi nhuận vượt trội như nhau trong suốt sự nghiệp của mình ở mức 22% hàng năm và quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60. Ông sẽ chỉ có 11,9 triệu USD. Con số này ít hơn 99,9% so với khối tài sản khổng lồ hiện nay của nhà đầu tư đại tài những nhà đầu tư thành công khác đã nhận được lợi nhuận đầu tư hàng năm thậm chí cao hơn Buffett nhưng vì họ đã đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Giá trị dòng của họ không bằng Buffett. Hao rồi chỉ ra Jim Simon, người sáng lập quỹ Jenner Technology có trụ sở tại New York, người từng tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 66% kể từ năm 1988. Mặc dù vậy, giá trị tài sản dòng của ông chỉ là 25,4 tỷ USD vào năm 2022, chỉ bằng khoảng Buffett bởi Simon có ít hơn nửa số năm để làm việc như Buffett. Nhiều năm về trước, trong một cuộc phỏng vấn với diễn giả Tony Robbins, khi được hỏi bí quyết để trở nên giàu có, Buffett trả lời ba điều: sống ở Mỹ để có những cơ hội tuyệt vời, có gen tốt để sống lâu và lãi suất kép. Đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm theo. Lãi kép từng được Albert Einstein sở tay nhận xét là kỳ quan thứ 8 của thế giới, có thể giúp bạn khi nói đến sự giàu có ngày càng tăng theo thời gian. Bạn bắt đầu càng sớm thì tiền của bạn càng có nhiều thời gian. Trên thực tế, không bắt đầu sớm hơn là điều hối tiếc phổ biến nhất của các nhà đầu tư. Theo khảo sát của Mani Family. bản thân Buffett cũng luôn khuyên mọi người hãy đầu tư sớm để tiền để ra tiền, đồng thời nhấn mạnh việc đầu tư trong dài hạn. Ngay cả khi số tiền đó không lớn thì trong dài hạn, thời gian quan trọng hơn lợi nhuận hay số tiền đầu tư. Cộng sự thân cận của Buffett là Charlie Munger từng nói quy tắc đầu tiên của lãi kép là không bao giờ làm gián đoạn nó một cách không cần thiết. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư thường phản ứng theo cảm xúc trước những biến động của thị trường, thường xuyên nhảy vào nhảy ra để cố gắng tăng lợi nhuận. Người sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos từng hỏi Buffett, luận điểm đầu tư của ông quá đơn giản, nhưng vì sao không nhiều người bắt chước được? Buffett trả lời, bởi vì không ai muốn làm giàu chậm cả. Hầu hết mọi người thấy khó tin về thực tế thành công của tỷ phú 92 tuổi điều kỳ diệu ở đây không nằm ở việc ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất từng tồn tại mà có lẽ ở việc ông là người kiên nhẫn và nhất quán nhất hóa ra bí mật đầu tư được giữ kín nhất lại không phải là một bí mật nào cả